Hi, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại với Warface và mình sẽ chơi thủ tiếp 97. Cây này mình mình nhớ các bạn nào mà What the hell? Bạn nào mà có coi clip của mình đó, coi mình quay 20 vua coi mà ra cây này. Đúng rồi, mình chỉ quen Red Dot thôi chứ. Lâu rồi mình không có bắn clip. Chả nhớ cái cách cửa sọ sao nữa. Hên chưa. Ông Tibo này bắn ghê lắm nè. Rồi, đó hết rồi. À, thấy cái bóng rồi bắn kịp. Nó là cưa không đúng cái đầu của nó. Khẩu này chỉ có cưa sọ thôi chứ bắn thường đi sao. Ê, nghe một mét. Thôi, không còn tí máu. Mang dép gì đó. Nó thích chọi cho cái bơm không kịp. Khẩu này mình quay ra tới 200%. Biết nha. Khẩu này nó cưa sọ dễ. Đi. Lén không có âm mẹ thôi được rồi. Tôi yếu bắn nè. Đi. Ơi. Đập. Biết mà đập chịu thôi. Không có ông bắn. Sai lầm. Chết ông rồi. Vậy mà bơm muốn tới hả?
ước một ngàn mét. Đây 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 đây. Biết mà. Đâu ta? Thấy mình hơi hổ báo quá rồi. Bắn dở mà hổ báo quá. Chết. Không âm mạng được rồi. Mấy ông này nãy giờ cứ đấu đá nhau. Cái chuyện mà top á. Nãy giờ thì chứ chơi với ông mấy trận nè. Ngồi tí chữ lộn. Ngu đâu mà rồi. Đấy. Mắc cười mấy ông này kia. Nói chung mà thấy ông giờ toàn mấy ông cấp cao cho lên không à. Phân chia cấp rõ ràng luôn. Cấp càng thấp chơi càng dễ. Ok thì đây là súng của mình nè. Bạn thấy ha, nếu như bạn nào mà muốn coi mình quay á, thì có thể lật lại mấy cái clip cũ á. Mình có cái clip quay 20 vua coi ra luôn 2 cây. Đó, cây này cái bắn khá là ngon. Mình bắn dở nhưng mà mình gặp đụng nó thì mình thấy với bạn thấy mình bắn cũng cưa sọ cũng tốt phải không. Ok, thì clip của mình tới đây ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.